Hưng Nông với trợ lý coi nè. Thấy bà con chưa? Thu hoạch vụ mùa. Mặt người nào cũng cười tươi rói rói. Có một vài hộ thôi, một vài hộ bị thất mùa tại vì người ta không có theo cái phương hướng mà chú Ba hướng dẫn đó. Dạ không phải đâu Thần Nông. Tất cả những người trúng mùa này á đều tham gia hợp tác xã theo trồng xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp đó. Đúng rồi. Cho nên ai cũng trúng mùa hết. Mà thiệt tình mà nói, khi mà thấy bà con vui như vậy nè, là giống như là bao nhiêu ngày tháng chăm lo cực khổ tan biến cho nha. Đúng rồi, phải làm chưa hết đâu nha, chưa hết đâu nha. Hả? Nguyên một cái ấp này nè, tất cả các bà con vào lên trong thấy đó nha. Rồi nhà của kỹ sư Ba Cùng đó là bà con nườm nượp đem xoài đến tặng. Nó nói mà chất đống 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 tràn ra ngoài luôn, còn khách luôn đó. Bà con tặng để ăn. Dạ. Chứ đừng có đem bán nha. Thì đâu có đâu. Thấy nhiều quá đó, nhiều khi cái đó là bậy á. Nhưng mà ăn làm sao mà hết nổi, phải đem đi cho. Rồi, nhưng mà vui bởi vì á bà con trúng vụ mùa. Hay vậy thôi. Cấp báo Thần Nông ơi. Chuyện gì? Trợ lý mới cập nhật được một thông tin hết sức là quan trọng. Chuyện gì vậy? Là bà con mình đang gặp cái trường hợp là sâu ăn bông. Ở đâu vậy? Dạ đây này nè đó. Sâu ăn bông bọ trĩ tấn công trái non. Nữa hả? Ủa? Anh Ba Cùng, sao mà ở đây mình đang được mùa là lễ hội xoài vậy đó mà vẫn có nơi là bị sâu bọ hoành hành? Đơn giản thôi, bởi vì những nhà này á không có kỹ sư Ba Cùng mà sát cánh cho nên mới như vậy đó. Bà con thân mến, bây giờ là công nghệ 4.0 rồi, mong rằng tất cả bà con sẽ cùng với bộ ba Thần Nông chúng ta sẽ học hỏi kiến thức nông nghiệp. Bây giờ ta và trợ lý di hành đến những nơi bị sâu bọ. Dạ. Còn chú Ba ở lại đây cùng tham gia chương trình cùng nông dân ra đồng. Xin nhân lên. Yeah. Chúc may mắn. Đi nha. Lên đường. Đi trợ lý. Là Thần Nông của thời đại mới, thời bom chấm không. Mệt mỏi quá. Đúng là ở thành phố với ở quê nó khác xa một trời một vực luôn nha. Lấy chồng thành phố mới có bao lâu đâu mà hôm nay ta nói quần là áo lụa, giày cao gót đồn đó. Còn mình ở dưới quê này, nè nè, ăn mặc không ai đói bụng quá, hiểu không? Ông xỉn nữa hả? Sao mà sai xỉn suốt ngày vậy trời hả? Nhìn chồng người ta trên đây á mà thấy ham, nhìn chồng mình ở ngoài á thấy ngán tận cổ. Nói chuyện xích đu giống như là bà nói chuyện cái điện thoại vậy đó. Ủa? Chồng đi làm gì mệt không có lo cái gì hết, cấm đầu cấm cổ vô cái điện thoại. Tôi nói thiệt á, tôi bà biết trước bà hả lo cái điện thoại không á, nó không bao giờ mua điện thoại nào cho bà. Trời ơi, có 5 triệu bạc. Nông dân xài 5 triệu là quá rồi. Thấy không? Hồi trước á không có cái điện thoại smart gì nè. Không có điện thoại thông minh á, ha là còn á lo nhà, lo cửa, lo chở con đi học ha, rồi hả lo cơm nước cơm canh trong nhà nó đàng hoàng. Bây giờ nó cầm điện thoại cơ mà. Ông tức cười quá. Có điện thoại là điện thoại, người ta vẫn lo cơm nước đầy đủ, cha con ông có chết đói ngày nào đâu nè. Tôi mệt quá, sao cuộc đời thấy tôi khổ quá. Tôi khổ quá vậy thần thánh ơi, trời ơi. Tôi khổ quá thần thánh ơi, tôi đập đầu tôi chết thần thánh ơi. Cái gì em buông ra coi. Cái giường đâu? Ở đâu vậy? Cái giường đâu? Ai vậy? Ăn trộm. Ăn trộm. Đừng có la. Không có. Bình tĩnh. Ủa, ai vậy? Ai tự nhiên? Ai nhà vừa sao bóp cổ chồng tôi vậy? Tôi xuất hiện mà la ma cỏ rồi ăn trộm nào? Ông thần ông ơi. Tôi có thấy cái ông này ở trên chương trình mà Thần Nông Vi Hành. Thấy thì thôi là biết rồi. Thần Nông Vi Hành. Đúng rồi. Tôi coi trên truyền hình tôi thấy nè. Đúng rồi. Cái bà này cũng đẹp lắm nè. Mà tôi kiểu xinh đẹp hả? Chẳng ra rồi. Bởi vậy đó cho nên á phát hiện là cái vườn xoài của chúng đang bị là sâu ăn bông với lại bị bọ trĩ. Vừa coi vườn xoài là biết bệnh. Đâu có, bấm cái là biết rồi. Bấm cái là biết hả? Đó, thần mà. Mới nay đau bụng quá. Mà sao? Thiệt, Thần Nông coi dùm ấy. Mới nay ăn trúng cái gì mà sao nó nhột nhột này. Để coi. Đó thấy chưa? Nó quậy đúng không? Nó có quậy chẳng á. Thôi đi ra bệnh viện mổ đi. Tôi là Thần Nông. Tôi lo trái cây với là lúa. Chứ không có lo cái vụ cái bụng. Nhờ không có dính gì hết trơn. Trời đừng có nói nhiều. Bây giờ cái vườn xài nằm ở đâu? Từ đây á ra ngoài vườn xoài xa lắm. Không có nói nhiều. Bây giờ là trợ lý ra đây nè. Ở nhà coi chừng nhà nấu cơm chứ không đi hồ biến. Ủa? Thần? Ủa? Thần sao bắt chồng tôi đi mất tiêu rồi? Chồng? Chém ra vườn xoài với. Là Thần Nông của thời đại mới, thời bom chấm. Thần với cô trợ lý thấy đó,
cái cây sòi này nè, đó con đã phối hợp phối trộn lại tất cả các loại thuốc luôn để phun cho cây sòi này, mà sao nó vẫn có cái biểu hiện gì nó lạ lạ. Dạ, cái đó là phải hỏi chú Ba Cùng. Mà dạ, chú Ba Cùng không, trời ơi, đi đâu vậy? Chứ chương trình tham gia bên Cùng Nông Dân Ra Đồng không lo, bây giờ tới đây làm chi nữa? Thì hồi nãy tính đi rồi, nhưng mà trợ lý nói là vườn xoài nhà của anh Hai Lượm bị sâu ăn bông, rồi bị bọ trĩ tấn công trái non, cho nên lực đực qua đi khảo sát liền nè. Mà tôi nghĩ là chắc không có bị cái gì đâu, bị cái vấn đề khác á, tại vì tôi phối trộn rất nhiều loại thuốc tôi phun cho cây mà. Cái gì? Phối trộn nhiều loại thuốc vô để mà phun cây hả? Đúng tổng rồi. Hợp đó, ông làm theo cái cách tổng hợp như vậy thì làm sao mà đúng công thức được? Thì đó, tổng hợp vậy xong rồi thu hoạch cũng đi luôn. Ủa, vậy là không đúng hả? Không, sai biết rồi. Thằng Đông biết không, ở đây bây giờ mình có hai cái trường hợp rất là quan trọng, đó là sâu ăn bông và bọ trĩ tấn công trái non. Đúng. Mà cái loại này là coi như là hại quanh năm luôn. Vậy hả? Mà trời càng nóng thì càng nặng. Chính xác. Cho nên anh Hai bây giờ là anh phải sử dụng luân phiên các loại thuốc ha, sử dụng luân phiên thôi, và đặc biệt là phải sử dụng thuốc trừ sâu sinh học. Đó, anh Ba Cùng, anh chỗ tài tư vấn thêm đi. Chú Ba chỉ dùm cái cách ngăn chặn nó đi chú Ba. Khoan, trước khi ngăn chặn thì mình phải phát hiện trước. Dạ. Đó, để mà phát hiện được sâu ăn bông là đơn giản lắm. Khi mà chúng ta nhìn vô nhánh bông mà chúng ta thấy sự xuất hiện của gãy tai bông, gãy vé bông, đó, rồi tai bông đổi màu xám, tai bông bị khô, tai bông không nở, có nghĩa là sâu đang tấn công. Đó. Rồi để mà chúng ta phát hiện ra bọ trĩ tấn công trái non rất là đơn giản. À, chúng ta đi nhìn các nhánh bông nha, rồi chúng ta dùng cái giấy mà bọc trái xoài đó, tại nó có màu trắng, rồi chúng ta rung nhẹ, đó, rung nhẹ như thế này thì chúng ta sẽ phát hiện ra bọ trĩ nó rớt xuống. Đó, có nghĩa là bọ trĩ đang tấn công trái xoài non, là chúng ta phải mua thuốc phun vô liền. Nó đơn giản lắm. Dạ, bây giờ là cách nào ngăn chặn? Ngăn chặn mới là quan trọng đó thần. Bây giờ anh Hai Lượm mới chạy ù ra nhà bà Tám, nói bà Tám bán cái loại thuốc trừ sâu sinh học Radian của công ty Lộc Trời. Đây nè, bản công ty cấm ở đây không thấy. À, cái thuốc này đó hả? Sáng ra coi, sáng ra coi một cái đi mua, sáng ra coi một cái đi mua, sáng ra coi cái đi mua. Dạ. Vậy thôi. Mà biết sao không? Radian á là một thuốc trừ sâu sinh học, là nó trị lần hai cái bệnh luôn. À, bệnh sâu ăn bông nè, rồi bệnh luôn bọ trĩ tấn công trái xoài non. Đây là loại thuốc trừ sâu sinh học, cho nên yên tâm về sản phẩm, nó không làm nóng bông cũng như là nóng trái. Đó, bây giờ là có bộ ba thần nông thì chú Hai hãy yên tâm, cái gì thì cái bộ ba này tới là sẽ tiêu diệt sâu bọ ngay. Mà điều quan trọng á là anh Hai Lượm bây giờ phải tham gia hợp tác xã. Anh thấy ông vườn xoài của nhà chú Chính không? Đó, năm nào cũng bội thu, cũng thu hoạch nè, rồi xoài của chú Chính á xuất khẩu qua nước ngoài. Đúng bởi rồi. Vì trái xoài của chú Chính nè tròn nè, đẹp nè, thơm nè, chất lượng, do chú Chính tham gia hợp tác xã trồng xoài theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đúng rồi đó anh Hai, tham gia liền đi nha, biết đâu chừng năm sau ảnh là nông dân tiêu biểu. Chắc chắn sẽ tham gia hợp tác xã đàng hoàng. Rồi vậy đi. Dạ, bây giờ thì xin mời thằng Nông và cô trợ lý xinh đẹp cùng anh Ba Cùng về nhà của Hai Lượm nha. Để làm gì? Ăn xoài. Không. Dạ không có đâu, giỡn cái thằng Nông vậy thôi. Cái thật sự ở nhà bà xã bà làm mâm cơm linh đình dữ lắm. Trời ơi, không cần linh đình đâu, cần đạm bạc thôi. Có cá đồng kho tiêu rồi chấm rau sống được rồi. Thì bây giờ tôi nhắc lại cho chú Hai biết. Hãy cùng chú Ba tham gia chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng. Dạ. Đừng có để xảy ra cái chuyện này nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị về nhà ăn cơm chưa? Dạ. Dạ, kính thưa bà con cô bác, trước khi về nhà ăn cơm và bộ ba thằng Nông xin tạm biệt bà con cô bác ở đây và hẹn số sau. Tạm biệt.